Chào các con, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học khám phá nhận biết các mùa trong năm. Các con hãy đoán xem đây là mùa gì? Ai đoán được đây là mùa gì? Chính xác, đó là mùa hè. Còn đây là mùa gì nhỉ? À, mùa thu, vì sao nào? Đúng rồi, chúng ta nhìn thấy rất nhiều lá vàng rụng. Còn đây là mùa gì nhỉ các con? Mùa đông đấy. Và cuối cùng, ai biết đây là mùa gì? Đúng rồi, đó là mùa xuân, mùa của những bông hoa đào tuyệt đẹp. Các con vừa được tham gia một trò chơi thú vị. Vậy các con đã biết rằng trong một năm thì có bao nhiêu tháng và có những mùa nào trong năm không? Vậy để biết được điều bí mật và thú vị này, chúng ta hãy cùng quan sát và lắng nghe ngay sau đây nhé. Đây là một chiếc đồng hồ cô sẽ sử dụng để giới thiệu với các con. Đầu tiên, các con ạ, trong một năm thì sẽ có 12 tháng, bắt đầu từ tháng 1 cho đến tháng 12. Khi quay hết 12 tháng thì một năm sẽ trôi qua. Trong một năm lại được chia làm 4 mùa. Mùa đầu tiên chính là mùa xuân, được bắt đầu từ tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Đây là hình ảnh mùa xuân rất là đẹp, với những bông hoa đào rực rỡ. Sau mùa xuân sẽ đến mùa nào hả các con? À, có bạn nói rất đúng rồi đấy. Sau mùa xuân là đến mùa hè các con ạ. Mùa hè thì có ở tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Mùa hè thì nắng rất chói chang, đúng không các con? Sau mùa hè có ai đoán được là mùa gì không? Sau mùa hè sẽ là mùa thu đấy. Mùa thu diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8 và tháng 9. Đặc trưng của mùa thu là lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng và rụng các con ạ. Vậy mùa cuối cùng trong năm là mùa nào? Đó chính là mùa đông. Mùa đông diễn ra bắt đầu từ tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Các con nhìn thấy đấy, khi mùa đông đến thì bầu trời rất là lạnh và cây cối thì khẳng khiu, không còn lá cây nữa. Như vậy, cô nhắc lại một lần nữa nhé. Một năm chúng ta có 12 tháng. Trong 12 tháng đó sẽ chia làm 4 mùa. Đầu tiên là mùa xuân, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Rồi đến mùa hè, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Mùa thu diễn ra vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Cuối cùng là mùa đông, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Bây giờ các con hãy cùng thảo luận và nói giúp cô xem mùa xuân thì có những đặc trưng và dấu hiệu như thế nào nhỉ? Có rất nhiều các ý kiến khác nhau và chúng ta thấy rằng mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc này và có mưa phùn nữa. Các con có biết mưa phùn như thế nào không nhỉ? À, mưa phùn là mưa rất là nhẹ. Đôi lúc chúng ta cũng không cần mặc áo mưa đâu, vì chúng không đủ để làm ướt quần áo của các con. Mùa xuân đến thì hoa nở rực rỡ khắp nơi. Và đặc biệt, mùa xuân chúng ta còn được đón Tết cổ truyền dân tộc nữa đấy. Và đây là hai loại hoa đặc trưng của mùa xuân, đó là hoa đào và hoa mai. Còn các bạn bên nhóm mùa hè, chúng ta đã tìm được những dấu hiệu nào đặc trưng trong mùa hè? Đúng rồi, trời rất nắng và gay gắt, nóng lắm các con ạ. Và trong mùa hè có một cơn mưa rất đặc biệt, đó là mưa rào. Các con có biết mưa rào là như thế nào không? Mưa rào
là một trận mưa đột ngột xuất hiện và mưa rất lớn đấy các con ạ. Vào mùa hè, mọi người cũng thường rủ nhau đi biển để tránh nắng và tạo cho mình những buổi du lịch thật là thú vị. Bên cạnh đó, những dấu hiệu của mùa hè như còn có bão, có lũ hay hạn hán nữa các con ạ. Còn đối với mùa thu, các con đã phát hiện ra những dấu hiệu nào? À, chính xác đấy. Mùa thu thì lá cây rụng rất là nhiều đúng không? Và đặc biệt là không khí thời tiết về mùa thu rất là mát mẻ. Còn có, các bạn còn phát hiện ra mùa thu là ngày để các con tựu trường, ngày mùng 5 tháng 9 bắt đầu cho một năm học mới của các con đấy. Còn một điều gì đặc biệt trong mùa thu nữa không? Đó là chúng ta được đón Tết Trung Thu đấy các con ạ. Còn nhóm mùa đông nào? Các con đã tìm ra được những đặc trưng gì của mùa đông? Cây cối khẳng khiu, đúng rồi, chúng ta đã phát hiện ra rằng mùa đông đến thì cây đã rụng hết lá rồi và chúng chỉ còn những cành khẳng khiu thôi. Điều này chắc chắn phải chờ đợi đến mùa xuân thì cây sẽ lại ra lá, ra lộc non. Mùa đông thì rất là rét đúng không các con? Chúng ta phải mặc áo thật ấm để bảo vệ cơ thể đấy. Ta có một bạn còn phát hiện ra mùa đông có tuyết nữa. Những năm gần đây, trên Hà Giang và những vùng núi cao của Việt Nam đã xuất hiện tuyết và rất là lạnh các con ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi tìm tháng cho mùa. Ở đây cô có hình ảnh các mùa. Đầu tiên là mùa đông, rồi đến mùa thu, mùa xuân và mùa hè. Ở phía dưới cô có các tháng 10, 11, 12, 4, 5, 6, tháng 1, 2, 3 và tháng 7, 8, 9. Nhiệm vụ của các con hãy tìm giúp cô. Đầu tiên là mùa đông sẽ tương ứng với những tháng nào? Đúng rồi, mùa đông sẽ tương ứng với tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Tiếp theo đến mùa thu, các con nghĩ xem mùa thu diễn ra vào những tháng nào? Giỏi lắm! Mùa thu sẽ diễn ra vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Tiếp theo mùa xuân là tháng nào hả các con? Thật tuyệt vời! Mùa xuân diễn ra vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Vậy thì cuối cùng mùa hè sẽ diễn ra vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Xin chúc mừng tất cả các con. Chúng ta lại tiếp tục đến với trò chơi tìm dấu hiệu đặc trưng của mùa trong năm nhé. Nào, các con hãy chú ý câu hỏi số 1 nhé. Bé hãy chọn dấu hiệu đặc trưng của mùa xuân. Các con hãy nhìn kỹ xem đâu là dấu hiệu đặc trưng của mùa xuân. Đúng rồi, đó là hoa đào và hoa mai. Hai loại hoa này đều xuất hiện ở mùa xuân đấy. Còn dấu hiệu nào nữa không? Chính xác, đó là mưa phùn, cũng diễn ra mùa xuân đấy. Còn ở đây là lá rụng và mọi người đang mặc rất là ấm. Chắc chắn không phải là dấu hiệu mùa xuân rồi. Câu hỏi số 2. Bé hãy chọn dấu hiệu đặc trưng của mùa thu. Các con chú ý nhé, đâu là dấu hiệu đặc trưng của mùa thu nào? Đúng rồi, mùa thu chúng ta cùng vui đón Tết Trung Thu đấy. Và còn hình ảnh nào nữa không? Các con giỏi lắm! Đây chính là những hình ảnh lá rụng, cũng là những dấu hiệu đặc trưng của mùa thu. Chúng mình lắng nghe tiếp nhé! Bé hãy chọn dấu hiệu đặc trưng của mùa hè. Các con nhìn thấy hình ảnh nào nhỉ? À, đúng rồi! Mặt trời tỏa nắng chói chang thì đúng là đặc trưng của mùa hè rồi. Đi biển, chính xác. Còn dấu hiệu nào nữa không? Cô đều nhìn thấy hai cơn mưa đấy.
Những cơn mưa rào mới chính xác là đặc trưng của mùa hè. Xin chúc mừng tất cả các con. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem video hướng dẫn các con xem lịch nhé.